Chào các bạn đến với kênh Mắt To Mắt Nhỏ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm squishy bằng squishy đã bị hư. Đây là em donut nhưng mà nó không có được hoàn thiện lắm. Mình sẽ cắt nó ra và bắt đầu tỉa nó thành hình chuối. Đối với donut thì nó có hình cong sẵn rồi nên mình chỉ cắt đôi cái bánh donut ra thì mình đã có hình cong của quả chuối rồi. Bây giờ mình sẽ tỉa cho nó nhỏ lại, với lại nó sẽ tròn hơn và đều hơn. Với lại ở cái ngồi nó hơi bị dơ dơ một chút nên mình sẽ tỉa sạch nó đi. Khi mà làm em donut trở thành trái chuối thì mình thấy rất là dễ luôn ấy. Cảm thấy rất là đơn giản. Nhưng mà đối với cái phần mà tỉa cho nó láng rất là khó nha. Lúc mà mình tỉa thì mình cũng chưa xác định đâu là đầu của trái chuối và đâu là sẽ là cái cuống của trái chuối nữa. Khi mà mình xác định được cái cuống của trái chuối rồi thì mình sẽ cắt cái cuống nó nhỏ nhỏ hơn một chút. Sau khi mình định hình được rồi thì mình bắt đầu sẽ tỉa sạch nó và mình sẽ pha với tỷ lệ keo sữa 1 và kem cọ rau 1 để mình có thể che đi những cái lỗ khuyết của trái chuối, để khi mà mình tô màu vào thì nó không có bị hút màu á. Khi mình đổ keo sữa với lại kem cọ rau vào rồi thì mình sẽ trộn đều nó lên nha. Mình cũng bôi một chút ở mặt phía trên, sau đó thì mình lấy máy sấy mình sấy cho khô. Khi mà mình cầm như vậy thì sau khi khô được cái mặt đó rồi thì mình bắt đầu mình mới tô tiếp mặt còn lại. Thật ra là tỉa quả chuối rất là nhanh nhưng mà để đợi cho nó khô thì mình thấy rất là lâu luôn. Và cuối cùng thì mình đã tô xong phần keo sữa với lại kem cọ rau. Bây giờ thì mình sẽ tô màu vàng cho trái chuối. Mình đổ màu vàng vào và mình cũng sẽ pha một chút kem cọ rau với keo sữa để cho nó bám vào cái phần của trái chuối. Màu vàng rất là tươi luôn. Đối với màu thì khô rất là nhanh, khô nhanh hơn so với lại keo sữa và kem cọ rau nhiều. Mình sẽ lấy màu xanh và pha trộn với màu vàng để mình làm cái cuống cho nó xanh xanh ngã vàng, vàng vàng ngã xanh. Khi mình làm vậy thì nhìn hai màu nó sẽ hòa quyện với nhau ấy.
Ta-da! Cuối cùng thì mình có sản phẩm như thế này đây. Một trái chuối rất là dễ thương. Trái chuối này giống như trái chuối câu. Mình thấy em này thì không có chậm tăng lắm. Giống như em bơ vừa rồi mình làm. Em bơ vừa rồi mình làm rất là mềm mịn và khá là chậm tăng luôn. Bây giờ thì mình cũng sẽ bỏ em chuối này vào bao và chờ đến mini game thì mình sẽ tặng. Ok, bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn like cho video này nha. Bye bye.